Rồi chào bà con, cô bác nghe, bữa nay Thảo Sương cũng không có đi chợ bà con. Thì Thảo Sương hơi mệt, Thảo Sương không có đi được. Thì mới ở đây, như Thảo Sương cũng biết như là trong cái nền nhà ở đây đó bà con. Thì chắc cũng nghe gì Thảo Sương muốn sắp sửa đi gì đó, mà để cho Thảo Sương thấy này kia nọ. Thì hồi đó đó, lúc đó Thảo Sương thì nhà ở dưới chùa Bốn Mặt á. Thì mới Thảo Sương lên đây bà con. Thì mới Thảo Sương lên đây hồi lúc nhà chùa Bốn Mặt á. Thì Thảo Sương cũng qua bên nhà cha mẹ của bác Xui nữa. Mà theo bây giờ là tôi cũng kêu bằng ông bằng bà. Thì tôi quen biết thì con bà ở bên đó đó, rồi tôi qua. Rồi có nhỏ con gái á, 19 tuổi, năm nay cũng lớn rồi. Hồi đó nó 19 tuổi, hồi lúc mà nó chết 19 tuổi đó. Tuổi hợi á. Ừ, nó tuổi hợi hồi lúc mà nó chết 19 tuổi đó. Thì cái nhà của Thảo Sương này cũng còn ở đây nè. Thì các cái chai một bên á, thì Sương nói thì bà con đừng có tên. Thì việc bữa nào lên đây hỏi bà con gần gần ở đây đó. Thì nó đi vòng ở đây nè. Thì hồi lúc mà nó chết Thảo Sương cũng không ở đây. Thì cháu của mình á thì cũng không biết nữa bà con. Thì lúc nào mà mình ở nhà thì không có thấy gì hết. Mà mình đi bỏ nhà một đêm hai đêm để cho thằng cháu thắp nhang, cho thằng cháu nó ngủ bên nhà mình, nó ngủ chỗ giường mình đó bà con. Thì nó nói bác hai ơi, có người xả tóc mà bận áo đen đó. Xả tóc dài lắm, không phải dài dài gì nè, mà nhìn con á, kêu con đừng á, mày không có gì đâu mà mày để ngủ trên giặt của tương người ta đó. Mày đi ra mày ngủ chỗ khác đi, đừng có ngủ ở đây, không có ai ngủ được đâu đó. Để chủ người ta gì người ta ngủ. Thì cháu mình hồi đó tới bây giờ bà con thấy ba bốn lần. Tại mình á, mình cũng biết rồi mà mình nói với cháu đừng có nói không có, mày đừng có nói dốc quá, không có. Tại mình dặn nó vậy, đừng để cho nó sợ. Mà có thiệt hồi đó thì ở đây Thảo Sương ở đây nè, Thảo Sương thắp nhang hay bất cứ hay này kia nọ có. Thảo Sương thường xuyên là Thảo Sương cúng đó, như thích ăn bất cứ này kia nọ. Hay bây giờ nghe vậy nè, Thảo Sương nghe nói nè, bây giờ Thảo Sương nổi nè đó, nổi da gà vậy nè bà con đó. Thì ở đây không tin thì hỏi chị ruột của nó nè. Hồi chết Thảo Sương không ở đây, chị ruột của nó bên đây bà con. Thì hồi chết nó bận cái áo gì, rồi nó chết sao ra hỏi đi. Thảo Sương không có nói gian. Hồi lúc nó chết đó, nó mới có 19 tuổi à. Lúc đó nó chết tại ở đây nè. Rồi lúc nó gần chết đó, nó cũng ấy dữ lắm, nó le lưỡi, tóc nó dài, rồi ngón tay nó ấy lắm. Rồi bắt đầu khi nó chết rồi là đem nó đi chôn ở ở ấy á, nó bị bệnh á, bệnh ung thư. Rồi đem đi chôn á, đem đi chôn được có mấy ngày à. Rồi người ta thấy cái tre á, cái tre mà người ta đâm ngay ngay cái đọt tre đó, đâm ngay cái mạ của nó. Đâm ngay cái mạ nó, mình như là người ta đâm mà lộn đó, như là đâm cây ngọn mà vô xuống đây, cái gốc lên trời đó. Rồi chó ở nhà này nó khôn lắm. Quyền Thi này nó đi nè, nó đi coi, nó đi thăm mộ của cô Út nó. Rồi cái chó đi theo, chó nó thấy vậy á. Nó kéo á, mà tre đó nó kéo lên luôn á. Rồi bắt đầu rồi, nghe người ta nói là nó bị người ta ém, nó không có bào thai được. Thành ra mới nó dụng dụng nó ở đi quá vậy. Ở đi ai ta cũng sợ nó hết á. Đúng rồi đó. Cô có từng thấy không? Có, cũng có từng thấy nó hoài à. Nhiều khi thấy nó lại à, nằm trong thấy nó lại, nó le lưỡi, nó muốn chụp gì nè. Rồi khi bắt đầu cái tôi cũng nè, bánh bánh ngọc dừa. Tôi cũng không, tôi có Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật là nó biến mất. Đâu đầu khổng. Bà chết rồi bà. Ừ. Vòng vòng đi, nó không có đi đâu đâu. Bà Sương. Đào Phạm. Giờ thì nó phù hộ. Ngọc Dừa, Ngọc Dừa. Nó phù hộ bà Sương lắm. Thì nó lên đây. Ở đó đây nó phù hộ bà Sương lắm. Nó thương bà Sương lắm. Thật ra ở đây. Hồi đó nó cũng thương mình lắm đó. Nó thương lắm. Thương lắm bà con. Vậy nó thương lắm, thương bà Sương lắm. Rồi bây giờ nó mất đi á, giờ nó cũng còn phù hộ bà Sương. Hồi đó có cây me ở trước này nè. Nó cũng ở đây, qua đây ba mẹ không mẹ. Thấy ông thầy với người ta dòm thấy là nó ở đây nè. Sư. Dạ chó, nó đâu nói gì đó trời. Nó ở đây nè. Trời ơi, nó không đi đâu đâu, nó bần bần nó đi với bà Sương, nó phù hộ bà Sương á. Thiệt á, ở đây nè. Mình cũng hơi sợ sợ. Nó ở đây. Nó ở đây, mình hơi sợ sợ. Mình thấy quậy. Nghe tất nhiên là bà con như là nghe mình đi á. Nghe mình sửa sẵn mình đi vậy cũng lên xuống hay này kia đó. Cũng thấy từ nghiệp. Đó, cũng nghe đi. Ở đi tôi cũng người chó cháu mình gặp
mà coi nhỏ chị thì mới qua đây ngủ coi chừng 3-4 bữa, 5-6 bữa nay thì không có gặp, nó không có thấy, không có thấy. Mà cũng không cho sợ. Không cho sợ luôn, tại vì tôi có đốt thóc nhang đi giấy ở đây nè, cũng không có cho sợ. Ở đây, hồi lúc trước có gốc cây ở đây bự lắm. Cái điệp. Cây điệp, gốc cây hồi xưa gốc thì gốc điệp. Gốc cây điệp. Gốc cây điệp. Rồi tới sau nè, gốc cây điệp thì chỗ ngay đây nè, ngay chỗ cột lúc đó đó. Thùng đó, đông. Gốc cây điệp. Đây nè, ngay đây đây. Trời, cái bự lắm không biết. Thì ở đây hồi lúc trước thì cây me, gốc cây me thì ở đây. Thì gửi tới sau này mới em dâu tôi thì nó cháu của nó đó, là cháu của Út nó nhỏ mà chết đó, thì mới thay sư đồ thay rồi mới rồi chặt cái me đồ ra để hết cái thằng Hiếu. Sư qua chơi rồi sư dòm bên đó, trời mưa bên nhà Lục Phương thầy Phương bên đó đó, nhà chỗ ông Vinh đó đó, nhà bên đó chỗ bạc xanh xanh đó, chỗ đó. Sư nhìn bên đó sư thay rồi thấy chỗ đó là trời mưa rồi bắt thiệt. Rồi bắt đầu thôi, bắt đầu trời xẹt. Xẹt hơi nhiều lắm. Không phải mà cây me giống như người ta mà lên sự nó cây me mà bắt đầu cũng như là nó xả xuống vậy nè, cây me. Cây me mà giống hệt là cây mai mà mình xả xuống vậy nè. Giống hệt là tóc mình xả vậy đó. Cho người ta ở làm nhúc nhà nó sụp xuống vậy như là con có ngày ở vậy đó. Mệt đó, lần bệnh có khói, nhông tập em bê xuống nó. Sợ lắm. Cả lúc ta nữa mình trần ơi và nạ ca phấn, đã là hiu vậy, hiu đếp đá đời. Chú mày út ấy mà đoạn nè, hay mày út bị mà đoạn, đúng rồi bàn ta nó coi cáp nè mày út nè. Hay coi cáp, xương từ tới chừng đốn cái nó gọi đây là thằng Hiếu nó bị ấy luôn. Bị tay này luôn. Bị đứt tay luôn, nó bị. Tay nó bị đứt cỏ, chết chặt đó. Chặt cây đó đó. Chặt cây me đó đó. Không phải, nó đứt cỏ. Là đốn cây me này rồi nó đút cỏ cho bò á. Đốn cây me xong rồi mới nó đi đút cỏ tiếp cho cha nó đó. Đi sấy cỏ cho cỏ cho bò đó. Thành ra rồi cứ mới đút tay luôn. Thôi dẹp cái đó đi con. Dẹp bốn ngón luôn, đứt hết trơn luôn. Nó xui vậy đó. Cái ghê đó. Dẹp đồ ăn đồ kìa. Tại giờ cô vẫn còn thấy ai mà cô sợ xương vẫn còn thấy luôn ha. Xương thấy. Như cô ở đi cô cũng hơi sợ tại vì cô cũng không có nhà cửa ở nhà Thảo Sương này, ngủ ở đây nè cũng hơi sợ rồi mình đốt nhang đốt gì cũng dái đó, cũng hơi đỡ cũng không có cho sợ, mà lâu lâu cũng cho thấy một lần mới đây luôn hả? Lâu lâu nó cũng cho thấy một lần vậy đó, thấy ai đi sập cái gì dòm vậy không có thấy ai. Rồi cái ngủ nữa để nhiều khi thấy cái bóng đen đi qua đi lại vậy nè. Rồi tưởng đâu người ta rồi sợ quá lấy dao để trên đồ nằm nè. Mấy thằng nào mày nói vô tao đâm mày luôn, cuối cùng đâu có ai đâu. Thấy bóng không thấy ai hết trơn. Mình cũng hơi sợ. Linh nói vậy luôn á. Nó linh lắm. Nó nghe thì nói bị người ta ém, nó không có đi bào thai được. Năm nay cũng bốn mấy tuổi, nó tuổi hợi á. Tuổi hợi á. Tuổi hợi nó bây giờ nó còn thì cũng bốn mấy hay 41, 42 gì vậy. Theo lại cô Thảo Sương kể đó, thì lúc đó sư lợi sao mà chú thấy như sư thấy như thế nào á? Mình đâu có thấy, thì có sư thôi, thầy sư thấy được. Sư người ta thầy, người ta tu, người ta thấy thôi chứ mình đâu có biết. Thấy sao? Thì thấy vậy đó, sư mới lên, sư mới kể. Vừa kể rồi thì hồi lúc đó là gia đình của con Út là xa xá hoài, không có ai đựng nha. Quánh lợn rồi thằng Phan uống ngủ dùng quậy được không? Quậy tối ngày luôn, nó quậy hả? Con người nó làm cho trong gia đình xào xáo. Đó. Thì có tao thôi, ta ở đây. Từ lúc đó nghe nói là sư thấy như thế nào mới kêu cô và kêu gia đình chặt cây me này bỏ? Thì trong cái me đó nói đừng có để, không có tốt. Cái dòm thấy. Bây giờ sư thấy vậy đó, bây giờ tính không tính thì thôi. Đó, chặt cái me nó bỏ như là thấy sư không nói thì sư nói vậy thôi, thì mình nói theo sư vậy. Sư nói cây me này không có để được nha, không tốt thì sư nói vậy thôi. Đó không, từ theo cái me mà cái me này là để không được. Nó sụp con dông hệt là mày nè, cái nó vậy nó tàn, nó vậy bắt đầu nó cụp xuống vậy nè, cũng như là mình làm cái không phải, cũng như là cái quán cà phê mà người ta cắt cái tốp liều về lý tưởng vậy đó, nơi nó cái tốp xuống cho nó mát cho có người cho mày biết vậy đó. Tao nói á thì mày khoan hết tin Bình, tôi nói khoan hết tin nghe bà con, kêu thằng Dạng lại hỏi đó. A Dạng, bon Dạng đó, hao bón là lưới xô thấy không? Hao giảng mà lứa. Cô con kêu kể gì kìa con?
Dạ, hả mày hỏi tao, tôi không nói dốc. Thì đó người đó đi, đó đứng đó đi. Thì hồi lúc mà tao đi, tao kiền thuốc chết. Hồi lúc mà tôi đi á, tôi bỏ rồi nó thấy sao, rồi nó sợ tao chửi không? Hỏi đi, trong nó nằm bên tao nó thấy sao? Con nói là nói cho bà con cô bác được. Nói đi, kêu nó nói đi. Cô qua bác hai đi 12 chùa vậy đó. À đi 12 chùa là lâu chưa con? Dạ lâu rồi bác hai. Rồi tới đằng sau đi chứ mày nữa. Đi nó không thấy nữa, nó lên nó thấy. Con ngồi ăn mỹ đây nè. Con mẹ đi thấy người trắng đây nè, đứng đây nè. Đứng ngay góc này hả? Vô trong đây nè, đi mất tiêu luôn. Rồi thấy như thế nào? Người trắng tinh nè. Trắng tinh luôn. Con vừa nhìn nó đi mất tiêu rồi. Rồi con ngủ ban đêm thì có từng thấy gì không con? Dạ con thấy yên ta ngồi trên giạc, trên đầu nằm con. Ở đâu? Con có thể là cho bà con cô bác biết không? Ở đâu vậy con? Trời ơi. Cái này ngồi trên này nè. Ngồi ở đó. Xả tóc xuống. Ngồi ở đây luôn á hả? Dạ. Rồi con ngủ ở đâu? Dạ con ngủ ở đây. Ngủ ở đây, rồi ngồi kế con luôn. Dạ. Ngay đầu giường luôn. Dạ. Rồi xả tóc xuống. Dạ. Rồi con thấy màu gì? Màu đen. Màu trắng tinh nè. Màu trắng không hả? Dạ. Rồi. Tóc màu đen xả xuống nè. Gì con luôn? Thấy ở đây nữa nè. Đứng ở đây luôn hả? Đứng sau lưng con nằm bóng thở đây. Đứng sau lưng con luôn? Dạ. Trời ơi. Rồi con thấy cái hình tượng đó lâu chưa? Dạ lâu, cũng lâu rồi. Lâu hả? À? Rồi mới đây con có từng thấy nữa không? Dạ không. Không hả? Thấy là, từ lúc mà cô Sương giống như là đi đâu 2-3 ngày, 2-3 đêm gì đó thì con ngủ một mình đó hả? Dạ. Ôi. Ủa rồi cô Thảo Sương bỏ bé ngủ một mình vậy bé có sợ lắm không? Sao không kêu ai ngủ chung? Nó không sợ, nó không có kêu ai ngủ. Rồi đó bây giờ tao đi đâu hay là bất cứ Sương đi chùa hay là Sương đi đâu á thì nó ở đây nó hơi kêu, nó ngủ à. Nó nằm mình ên. Có một lần nhầm khi nó đi rửa chén á, anh cũng ưa chê. Chứ dân cầm dinh rộp chứ tao ừ chân chân ấy tao lét. Dân ưa chê quá là không có. Mà tao chửi hoài gì, tao nói gian thì chết. Nó nói tầm 2, nó mưa nó mưa nãy giặt sọt nó đợi cho một plate bắt đội. Dân thì nó dân trời nha. Nó thấy vậy nó lại nói với mình thì mình cũng nói nó thôi, không có ai đâu khùng. Nó thấy vậy rồi đi mất tiêu. Hay mình nhé. Anh ha, có ai đâu? Trời ơi, tóc tới đâu? Tóc tới đây nè. Khúc không mấy bác hai mới làm gì nha, con ngủ à, ngủ không được qua cho bác hai. Tới gặp ác mộng không à? Chung với bác hai con hả? Dạ bác hai người không có cho con ngủ cho bác hai cho. Mình cho nó qua đó ngủ riêng luôn cho nó quen. Người mình thắp nhang mình xin. Rồi con xin bác hai ngủ chung rồi cho thấy luôn. Cho con thấy luôn. Dạ. Dừng luôn bác hai bây giờ là con không dám ngủ à? Dạ. Khúc đó là khác vì con ngồi trên đó. Bây giờ con có dám ngủ giường của bác hai con không? Dạ, thường. Thì ở thì bây giờ quen rồi. Bây giờ hết rồi, hết dám luôn đó. Em trai thì cũng có rồi quen. Đây nè, cả miền sen hoặc ta mà mạnh chăm ấy. Miền sen hay mạnh đi ngài ní hỏi xưa hỏi chị hai biết. Miền sen và vợ của anh mạnh nó trước là anh của nó đó nghe. Đi ngủ giặt của tao dắt chưa thôi mà dám đuổi đó. Đuổi ra đúng. Đó, hồi xưa mạnh hao mạnh mà trời ơi đuổi vợ mạnh ra không cho ngủ đó. Thì bằng ngày đó mày không có mày kêu Quỳnh đi hay kêu mạnh lại hỏi thôi. Đuổi luôn nó gì? Nó nói nọ cục. Không có gì mà không có ai ngủ được. Đó, như là con cháu rồi tới ngủ rồi hen, này kia nọ. Mày thử đi, rồi thử mày ngủ mình ên hay này kia nọ. Đừng uống rượu nghe mày thấy đi. Giặc của tao á. Vậy là có nằm mơ lậu nước đâu giờ hết kêu thầy gỡ mới được. Nằm mơ cho cô là như thế nào? Nó không có bào thai được đâu, tại vì người ta ém nó rồi. Thật là nó cũ quá rồi, nó mắc là ông thầy nào nó đi ém nó ấy cái đầu nó. Đó. Lấy đầu. Cắt cái bà vô á chừng á. Đó. Tao cắt cái bà đó cũng như là em do cái bà gì do tao phải. Lấy gì đúng không? Hay bây giờ mổ đó còn không? Mổ còn, người ta đi thinh minh hoài vậy. Ở đâu vậy? Thì khúc nhà bên đó, khúc cái mổ của bên con tao á. Vậy là còn hả? Khúc đó mình không biết cái mổ ngày nào. Cũng ngay chỗ nghĩa địa, chỗ cái đĩa bên đó. Không, cái đĩa. Cái đĩa bên đó đó, sắc đĩa đĩa. Cái đĩa luôn đó. Rồi gần tới Thanh Minh này có ai đi làm cỏ đó? Đấy, ổng đi không? Ổng đi, có ổng đi. Vậy luôn hả? Sao lúc đó mình thiếu
không có thiếu đâu hồi đó. Ờ kỳ đâm lên chúng nó. Ừ. À tức là hồi có bà xây trọ cho ông. Ừ. Hồi đó mất là người ta giác người ta nhiều quá. Ừ. Chính, mà đẹp gai lắm nè, tao nói đẹp lắm gì, nó đẹp lắm mà nó muôn tôi lắm. Nó muôn tao lắm, hồi lúc đó là tao cũng bệnh đầu tịnh. Người ta đi Nam Giang hay gì tao ăn tinh đi tao đeo kiêng. Rồi cái thằng cháu này nó đi con gái tao quen. Thằng cháu thứ hai á, tao quen hen, rồi nó thích tao, nó không có thích là mấy đứa lại cưới con Phương rồi nó chửi. Con Phương đi chơi với ai là tao đi Nam Giang về học tao hết trơn. Cái mò nó hồi đó theo chó nó tha rồi nó kéo lên. À, tức là con chó thấy như vậy chắc là có điện báo gì với con chó rồi cho chắc vậy mới, chắc cũng như nó khiến cho con chó biết là người ta ấy cái màu nó vậy đó rồi chó nó kéo cái nó lên rồi bây giờ là mộ đó vẫn còn. Thì cô và cô lão sư có từng đi thăm mộ thì chứ cũng đi hoài à, cũng đi thăm con hoài. Nhỏ đó thì nó đi thì chị em ta nhưng mà nghe người ta nói rồi nó cũng báo thay nó chưa đi đầu thay được tại người ta ép nó không để bỏ thay rồi, nó còn quần quần nó đi nè. Cô có đâu. Thể là làm cách nào mà để cho chị ấy cô ấy để được đi siêu thoát sớm được không? Được. Bây giờ làm á nhưng mà bây giờ tại nó có cái gì tiền mình không có nó tiền có cái gì chị em ta khăn á giả bên đó cứ đổi con cháu rồi nè ổng rồi nè à thò đo anh mình rồi em đo anh rồi đó ta sao không làm giả, nhưng mà tao không mà tao nói tôi nói lớn lên tại mình không có tiền không biết sao giờ nhà, nhỏ có... này là nhà còn không có ở nhà không có ở nó còn ở nhà nhà thẳng xương nữa nè phải tôi có tiền bạc á cũng đi mua này kia cũng mua cho nó xót đi thiêu cái vậy đi cho nó đi siêu thoát cho rồi siêu thoát cho rồi rồi bắt đầu mình này cái nọ mà có hình không có hình đó thì mình ghi tên tuổi mình đem để cho người ta vô chùa cho rồi cho ông đọc kinh rồi mình gửi tiền mua trái cây đâu đi trái cây mua gì với mình nấu một ngầm ên cơm đó một ở đi chùa tại cô nghèo quá cô không có tiền bạc rồi mình khổ quá rồi muốn em vậy mà không được sao như tâm anh mua vậy thì cô được mấy người anh chị em sáu người mà người ta có gia đình thì người ta có nhà hết thì có cô nhà. Còn cô thì ở đâu cô không có nhà đâu cô ở nhà Thảo Sương ngủ đây nè có chồng con của cô đâu không có chồng của con đâu mình ơn sống mình ơn độc thân nè thì bây giờ thì cô hiện tại giờ thì ở cùng với cô Thảo Sương ở cùng với Thảo Sương dạ. ở ngủ nhà Thảo Sương ở giạc trước đây nè rồi từ lúc mà cô lại đi ở tạm như vậy đó thì cô có từng thấy điềm báo này kia không cũng thấy lâu lâu cũng thấy lần thấy cũng như bóng đi qua đi lại vậy nè mà mình tưởng đâu người ta không mình cũng sợ tại chỗ đây cũng có đường đi cái đường đi người ta đi ra đi vô mình nói ngay như là bên đây người ta đi qua coi chọi bò này kia nọ đi ra vô nó vậy mà đó lúc đó là nửa đêm một giờ rồi đâu có ai đi đâu thì mình tưởng tượng vậy thôi cô tưởng đâu người ta đi rồi cũng sợ lấy dao để trên lầu nằm đó mình cũng sợ thì lúc đó thì nói chung là nhà của cô Thảo Sương thì người ta cũng đi lên đi xuống chơi hoài đúng không với một phần cái nhà cái bên thì người ta đi coi đi coi bò coi vậy đi ngang đó. Đi nè mình cũng tưởng đâu người ta đi không à mình đâu có biết nhưng mà giấc đó thì giấc đó đâu có ai đi đâu 12, 1 giờ đêm rồi, một giờ hai giờ đâu có ai đi đâu mình thấy cũng hơi sợ bắt đầu cái nghe đi phập phập với ngồi vậy ngồi nữa trên trong mùng á ngồi dòm coi có ai không thấy ai nằm xuống nữa rồi cô có khi nào mà cô xuống dạc hoặc cô đi qua bên đó coi không không dám đi đâu sợ thì cô Thảo Sương có dám đi không thấy tao đi qua bên đó đái được chứ đừng nói hỏi đi vậy là cô Thảo Sương không có sợ ma không chờ người ta phù hộ tôi phù hộ thì nghe cô Thảo Sương thì nói là cô chuẩn bị dọn nhà này kia chứ thấy hoài lúc này điền báo báo cho cô báo mộng cho cô thì cũng giống như là có giống như là có phù hộ cô và có gì mình ưa ở đây mình ưa thấp nhang rồi mình kêu rồi nhầm khi mình cúng trái cây bông hoa này kia nọ như bánh trái này kia nọ thì mình cũng ưa cúng gì đó nó phù hộ đó mình kêu vậy là nhà của cô hồi xưa là cũng sự linh thiêng là sự này kia cũng rất nhiều hết thì ở đây nè tại đây luôn nhỏ thiệt chứ mà thiệt nhỏ nhỏ thiệt nhưng mà rất là nhiều hả thì hỏi bà con á bây giờ tôi nói thì nhầm khi tôi nói dốc hỏi người ta ở gần đây á chỗ này là sao
Đó. Rồi nhà tôi bắt đầu tôi đóng cửa đi rồi sao làm sao. Đó, hỏi đi. Ừ. Ở đi đóng cửa vậy không có ai dám vô đâu. Gì luôn. Ừ, đóng cửa vậy đó mà. Ở đi bẻ cà phê bẻ gì đó. Rồi tôi đi bẻ cho nhầm khi một tháng, tháng mấy rồi đó. Rồi đi giữ heo nhầm khi 5-6 tháng đó. Là không có ai dám vô nhà, cô chỉ có cháu cô thôi. Ờ, vô thì người ta đóng cửa rồi. Mình nó vô lãnh người ta đóng cửa. Người ta vô người ta ra liền. Chỉ là có người ác mộng thì dám vô đây ngủ. Ừ. Có người ác mộng dám vô đây ngủ á. Nó ngủ tại nó trời nó không có sợ đâu. Nghĩa địa nó còn ngủ á. Ở đó là thế giới động vật là bê đê dinh á bà con. Ờ, vô đây ngủ á thì dám đó. Cái đó nói sự thật. Đóng cửa, phá cửa nè, tháo cửa mày luôn, thằng Hùng là thấy nó hỏi Hùng nghe. Ờ, chỉ là có BD mập đó đó. Tại quỷ ăn nó không hết thịt, nó dám vô thôi. Chứ còn người khác là không có. Vậy luôn á. Đúng. Chỉ có người cháu cô đi. Không có cháu. Không có cháu. Ừ. Ở trong xóm. Ừ, ở đó ở trong xóm thôi. Ở trong xóm. Theo cái lời cô kể thì nói chung là rất là linh thiêng ha. Thì tới bây giờ vẫn còn linh thiêng ha cô. Thì ra đi giao vô gặp bạn. Có biết người đó hiện tại giờ ở đâu không? Thì mình biết cái mã đó thiệt. Thì bây giờ chị nó ở vòng vòng đây, mình biết ở vòng vòng đây thôi. Ờ, thì mình đâu có thấy nó. Đó, người ta thấy mình mà mình đâu có thấy nó. Chứ bây giờ mấy người ca và đơm đi hết nó hàng kia nha. Cảm ơn mình đơm đầm chị nó đầm pô đúng. Đầm pô không có a hơi nó còi đúng luôn. Đầm pô đúng không ạ? Mì ăn hết chẹp hán được hơi nữa. Đầm pô cậu theo bảo. Sơn em xoay ra nói liền là đầm cùi. Đầm cùi cũng mến. Thì nói chung là sự linh thiêng, bí. Không có thể nào là một biết được. Cô cũng tính dài bữa nó cũng đi làm cỏ mồ cho nó đó. Đặng nửa thanh minh rồi cúng. Thì cô có lẽ cô phải đi hỏi sư, thầy này kia coi làm cách nào. Chứ mình cứ ngồi gian giấy thì cũng không có được. Nên là mình phải kiếm người nào mà gỡ này kia. Cô và chị ấy mới được đi siêu thoát được. Bởi vậy anh em thì người ta có tiền có bạc mà người ta thì không cái đó có không lo. Cần tiền bạc, chủ yếu là cái chuyện mà mình không có. Mày nói không có tiền bạc rồi. Thì biết cô chú anh chị khi mà cô Thảo Sương và cô cô tên gì con quên tên này, cô Thảo Sương, cô Phương cũng ở nhà ở tạm với cô Thảo Sương thì cũng mới được vài ngày thôi. Biết cô chú anh chị thì đây là chuyện của em của cô thì cũng mất cách đây cũng mấy chục năm rồi, hai ba chục năm thì vẫn còn linh thiêng. Tại vì lý do thì cũng lúc mới mất ta nó gãy cả ta Ngọc Minh Ngọc Minh ta hồi mới mất. Ừ, Ngọc Minh đúng rồi. Nó mất, nghĩa là nó mất trước ổng 2-3 năm cái gì á, mới ổng mất hả? Mất trước ổng mười mấy năm á. Mười mấy năm hả? Rồi ổng thì hai mấy năm, vậy là nó mất 30 mấy năm mà. Thì lúc hồi mới mất á, thì lý do là vẫn còn khá là trẻ. Rồi cho nên á, thì đôi khi nhát người ta nhiều quá thì đôi khi người ta sợ. Thì cũng có một số này kia thì cũng... cũng sợ này kia đó thì cũng lấy cây tre và đâm giống như là đâm ngược ém lại như vậy đó. Thì nói chung là mình cũng không biết là mình biết bao nhiêu, mình nói bao nhiêu thôi. Không biết cái chú anh chị thì cô Thảo Sương thì hiện tại giờ thì cũng nhà của cô Thảo Sương thì cũng không có ai dám ngủ đâu với cái chú anh chị. Khi mà cô đã đi như vậy thì ngay cả cháu của cô thì vẫn còn thấy hoài đó với cái chú anh chị. Rồi Thảo Sương cũng chào bà con cô bác vậy thôi. Thì Thảo Sương cũng không có biết gì. Từ hồi lúc mà nó mất á, thì Thảo Sương cũng không có ở đây. Thì còn nó còn sống á, thì Thảo Sương cũng từng lên xuống này kia nọ. Nó thương Thảo Sương lắm à. Thảo Sương cũng từng ở bên nhà. Hồi lúc mà cặp với lỗ Thảo Sương cũng từng qua đó. Thảo Sương ngủ mà ăn cơm rồi này kia nọ. Anh trai nó là thằng Don á. Đó. Đó. Em đấy à Don. Em cặp ốn. Bon. À Don Bon. Ừ. Thì nó qua bên đó rồi này kia nọ tới nó mất luôn. Thì Thảo Sương không biết bà con. Thì từ hồi Thảo Sương qua thì Thảo Sương ở chung với em. Thì bên đó rồi tới sau này á thì Thảo Sương thấy này kia nọ quá. Thảo Sương giao cho bên đó cho em Út. Đó em Út của mình là thằng Phan á. Nó chưa tới Út đó mà kêu lại. Ờ nó tên Út là kêu Út hoài. Thì giao cho nó ở đó là ông già vợ nó với nó đã ở bên đó. Rồi Thảo Sương mới xin cất cái chai Thảo Sương ở đậu bên đây. Thì cung thấy nó hoài, rồi hồi lúc đó là sư cũng qua đây, rồi sư thấy kêu phải đôn cái mé đó ra, mới đôn qua rồi đó bà con. Thì Thảo Sương chỉ là biết bao nhiêu, Thảo Sương nói bao nhiêu, còn bà con cô bác ở xa rằng còn muốn thêm tìm hiểu biết cho biết nữa, thì bà con cô bác thì sức cái thân đến tới đây, thì Thảo Sương cũng sức cái thân, sức cái công, sức của Thảo Sương dắt bà con cô bác đi tới cái mã của nó.
đó. Rồi kêu người thì dắt đi đó, thì Thảo Sương cũng xin chị em của người ta đó dắt đi. Rồi Thảo Sương cũng chào bà con của bác, chứ nhầm khi cái chuyện gì mà nó hơi thiếu sót hay là hơi như là quá đáng hay bất cứ này kia nọ, xin bà con của bác bỏ qua dùm Thảo Sương. Mà cái chuyện gì mà để cho ra là nó vừa ý hay là nó vừa tâm lòng của bà con của bác, để cho Thảo Sương xin một lần. Bye bye. Bye bye, chào bà con.